Rồi, chào Thỏ Tí Đô, xin kính chào tất cả mọi người đang chăn nuôi thỏ và mọi miền Tổ quốc nha. Bây giờ là 5 giờ sáng. Muốn làm giàu thì phải dậy sớm, thức khuya. 5 giờ sáng mình dậy mình cho thỏ bú nha các bạn. Nếu mà muốn nuôi thỏ đạt hiệu quả thì các bạn nên làm như thế này. Đây là một con mẹ. Và đây một vàng con. Đó. Thì các bạn cứ làm cho mình là hai ô, ba ô là hai nái, nái bên này đẻ thì nái bên kia có bầu, các bạn hiểu không? Thì lúc mà để con lúc nào nó cũng nằm cái rổ ở giữa này, thì con mẹ nó rất là thoải mái, con mẹ nó không có bị con bú sữa, đó. Thì cứ mỗi buổi sáng mình bắt con mẹ bên này, qua cho nó bú, rồi lại bắt mẹ qua. Đó, các bạn hiểu không? Rồi sau này bên đàn này nó tách con ra rồi thì mình lại phối con này và con kế bên á là nó sẽ đẻ thì lại tách con qua đây. Có nghĩa là các bạn nuôi này, muốn nuôi cho hiệu quả thì các bạn nuôi là ba ô chuồng, hai con nái. Đó, các bạn hiểu không? Bây giờ mình bắt qua cho nó bú nè. Bắt qua cho nó bú. Đó, các bạn thấy không? Đó. Nếu mà để đạt hiệu quả thì các bạn cứ làm như mình, bỏ tiền ra cho nó dư thêm một ô chuồng cũng được. Mình nhắc lại, hai nái sẽ là ba ô chuồng, nghe các bạn. Thì con bên này đang nuôi con thì con bên kia đang có bầu, thì con của nó sẽ nằm ô ở giữa và hai con mẹ sẽ nằm hai bên. Thì đến lúc mà tách con của con bên này ra rồi á thì con bên kia nó đẻ thì mình lại lấy ô đẻ bỏ vô giữa và bắt đầu con mẹ bên này chăm sóc và phối lại. Thì như vậy đó thì mình mới đạt hiệu quả cao. Thứ nhất là con mẹ nó không được bị con bú hàng ngày, nó đỡ bị kiệt sức và nó vẫn giữ được cái tạng người của nó. Thứ hai nữa, một con mẹ nó ở một cái lồng như vậy mà nếu mà mình bỏ cái rổ đẻ vô vậy thì nó khá chặt. Cho nên là cứ mình xin nhắc lại, hai con là một ô, đó, hai con là ba ô, nghe các bạn. Đó, mình thấy các bạn cho nó bú không? Rồi vậy đó, đó là mình nhắc lại các bạn nghe, nhắc lại cho các bạn hiểu vấn đề là như vậy. Có gì các bạn làm theo nha. Cứ hai con một ô, hai con một ô cho nó bú, cho nó bú rồi bỏ nó qua, cứ bắt qua là nó bú rồi, bắt qua là nó bú rồi này, các bạn thấy không? Đây, thấy không? Bú rất là sung mà cái mẹ nó không có bị si nữa. Cứ con bên này đang nuôi con thì con bên kia đang có bầu, mà đến lúc mà con của con này tách ra rồi á thì con kia bên kia có bầu nó đẻ ra thì mình lại bỏ qua. Đó, cứ ba ô hai con, ba ô hai con mẹ, ba ô hai con mẹ thì nuôi vậy mới hiệu quả. Có nghĩa là các bạn, nếu mà các bạn nuôi 10 con nái, ví dụ như 9 con nái, nói chung là nó nói thẳng ra là cứ làm sao cứ ba ô hai con mẹ, ba ô hai con mẹ như vậy á thì một ô ở giữa mình chắc chắn mình sẽ nuôi thỏ con để riêng biệt sạch sẽ. Đó. Thứ nhất là con mẹ nó không có đạp, thứ hai nữa là con sau này nó không có bu con mẹ để nó bú sữa. Đó. Con mẹ nó không có si này, đem qua lại cho bú liền, các bạn thấy không? Nó bú hết sữa là tự nhảy ra. Nó bắt đầu nhỉ. Rồi nhảy ra xong. Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Nếu mà để cái rổ ở đây nè mà nuôi chung á thì mẹ rất là chặt chỗ đó. Bây giờ bắt con mẹ qua. Bây giờ bắt con mẹ qua đây. Đó. Rồi. Cắt. Thấy chưa? Con mẹ thoải mái. Con nằm trong rổ. Im ru, không có con nào còn cự hết. Con nào bố cũng no hết, các bạn thấy không? Nè. Thấy bụng bự luôn á.
ổ này 6 con mà bị rớt xuống, thò chân ra đây, thỏ táp một con nha các bạn. Đó, này các bạn nhìn thỏ này, ăn uống rồi bụng no say thấy chưa. 5 con thì vô tư, 5 con thì bụng quá bự nè. Bú một phát, ba chưa tới 2 phút nữa là xong rồi này các bạn thấy không. Đó, thấy chưa. Rồi, bà này bú xong luôn rồi. Xong luôn rồi. Bà này xong luôn rồi. Xong luôn rồi thì bắt ra. Bắt ra. Đó. Được không? Bà này thấy chưa? Đây. Bú no, no nê bụng cành hốc. Cái sữa này thấy không? Qua một đêm con mẹ đâu có bị quậy đâu, sữa nhiều lắm. Được không? Nè. Cành hốc cốc. Ăn phủ phê ha. Rồi à, chạy thỏ Thí Đô xin chào quý vị và các bạn. Mình quay cho các bạn biết được cái cách nuôi thỏ để mà hiệu quả, để mà rang giống cho tốt nha các bạn nghe. Đó các bạn có điều kiện thì làm theo mình nha các bạn. Rồi xin chào các bạn.